Shopee, siêu số thật nhiều mua thả thích đi. Lắc Shopee đi. Mua gì cũng có lắc ngay Shopee. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hương. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một video clip đặc biệt mà không có Huy. Lý do là tại vì hôm nay Hương sẽ chia sẻ những bí quyết làm đẹp của Hương. Ok, hình như các bạn hồi nãy có thấy ở đoạn đầu clip thì Hương cũng đã cho các bạn xem một cái màn biểu diễn dịch hóa thiên nga. Có nghĩa là từ xấu thành đẹp. Trong clip thì Hương có sử dụng rất là nhiều món mỹ phẩm để Hương biến hình. Và đây cũng là những cái món mỹ phẩm mà Hương recommend các bạn nên có sở hữu cho mình để mình có thể phục vụ cho công cuộc làm đẹp của tụi mình. Bây giờ chúng ta sẽ tới với món đầu tiên và bước đầu tiên cực kỳ quan trọng. Và đây là cái sản phẩm tẩy trang Hương đang sử dụng của Senka. Hương khuyên các bạn là trước khi mình sử dụng sữa rửa mặt thì các bạn phải sử dụng nước tẩy trang dù các bạn có make up hay không make up. Tại vì nước tẩy trang nó sẽ giúp cho các bạn lấy được những cái vi khuẩn nó nằm sâu ở bên trong lỗ chân lông mà sữa rửa mặt không thể nào mà làm sạch được. Các bạn phải sử dụng nước tẩy trang với một miếng bông gòn. Đó đây là cái bước đầu tiên mà quan trọng nhất mà Hương nghĩ là cần có. Tại bước thứ hai, trước khi đi ra đường hoặc là trước khi trang điểm hoặc khi ngủ dậy là việc đầu tiên mà Hương nghĩ tới đó chính là chống nắng. Tại vì các bạn biết không, ở Việt Nam mình á thì trời rất là nắng và nóng quanh năm luôn. Ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn gì thì cũng nóng hết. Và chống nắng là một bước mà rất là quan trọng đối với tất cả mọi người, kể cả nam hoặc là nữ. Đây là sản phẩm kem chống nắng Hương đang xài. Đây là của La Roche Posay. Không biết Hương đọc có đúng không nữa, nói chung là đây là tiếng Pháp. Giá của nó mua trên Shopee á, thì có tầm độ 270 thôi. Đây là cái sản phẩm kem chống nắng mà dùng cho da dầu và mụn. Có nghĩa là các bạn nào mà đang gặp tình trạng da mà bị mụn hoặc là có dầu thì cũng có thể sử dụng được cái kem chống nắng này luôn. Không có bị bí da, nó rất là nhẹ cho da mặt. Dùng một ít sản phẩm lên cho các bạn xem. Đây là cái chai thứ mấy Hương có rồi, Hương cũng không có nhớ nữa. Nè, cái kem, chất kem nó trắng như thế này nè các bạn. Đó. Chúng ta không có vậy nha, mà chúng ta sẽ dỗ. Tại vì kem chống nắng thì cũng giống như là một loại kem dưỡng thì cũng cần cái lực để mà tác động và hấp thụ vào da. Nó sẽ tắm từ từ và thấm vào trong da, còn các bạn chà lên nó sẽ rất là dễ trôi đi. Và điều quan trọng nhất khi các bạn sử dụng kem chống nắng đó là chúng ta phải sử dụng thật là nhiều. Một lượng nhỏ thì không bao giờ chống nắng được hết. Và các bạn nhớ là cứ 20 phút sau khi các bạn ở ngoài trời thì mình phải bôi lại kem chống nắng một lần nữa. Hương là khoảng 20 phút tại vì Hương hay đổ mồ hôi lắm và Hương hay đi quay phim ở ngoài trời nắng. Mình dùng kem á, mình dặm lên trên cái lớp trang điểm của mình cũng được luôn. Và tiếp theo, sau khi chống nắng rồi thì chúng ta sẽ cần một lớp nền. Và các bạn nào mà không có nhiều thời gian để mà đánh kem lót rồi kem dưỡng foundation rồi giờ này nọ, nói chung là cả tỷ bước, thì chúng ta sẽ cần một bước duy nhất thôi, đó chính là cushion. Đây là cái cushion Hương đang dùng. Cái này không biết là cái hộp thứ mấy Hương xài rồi, nói chung là Hương xài loại này rất là nhiều luôn. Thứ nhất là nó rất là mỏng và nhẹ cho da mặt mình. Cái khuyết điểm duy nhất của cái hàng cushion này là cái màu của nó hơi trắng á mọi người, cho nên mình đánh lên da thì mình cảm giác da mình hơi trắng. Các bạn có thể sử dụng màu 23, màu Hương đang xài là màu 21. Cái dòng này có cover, nó là che khuyết điểm cho da mình nữa. Sau khi dùng cushion xong thì các bạn phải cần một lớp phấn phủ, bởi vì cái cushion nó sẽ hơi bị dính vừa ướt. Cái này là phấn phủ thần thánh, nói chung là ai cũng xài hết, của Innisfree. Cái hộp này thì rẻ thôi, các bạn có thể đặt trên Shopee luôn. Đó, chúng ta sẽ phủ lên trên da mặt sau khi mình sử dụng cushion xong. Nói chung là hai cái bước này nó chỉ tốn của các bạn khoảng chừng 5 phút thôi. Nếu mà bạn nào lười á, mình có thể sử dụng hai cái sản phẩm này thôi, không có cần phải xài 1001 bước gì đó. Bộ đôi này là Hương rất thích xài, và cái phấn này cũng có mùi rất là thơm nữa. Nếu mà chúng ta có muốn cặp mắt mà mình long lanh chút xíu á thì mình sẽ sử dụng cái mascara này. Hương rất là thích cái mascara này. Cái này là của Dollywood của Nhật Bản. Nói chung là nó giống như cái mắt của Hương đang chuốt. Cái Dollywood này nó rất là cong. Này Hương được mọi người bạn giới thiệu cho dùng và Hương rất là thích luôn. Giá của nó thì là tầm độ trên Shopee Hương mua là khoảng 400 mấy đó. Thì nói chung là cũng ok lắm. Tại vì một cái mascara này mình xài được tầm độ 2 tháng mà nó sẽ giữ được lâu và có chống nước nữa. Các bạn đi mưa thì cũng không có trôi, hoặc là khóc lóc gì đó nó cũng không có bị trôi đi. Cuối cùng là son. Thì đây, cái son mát, nói chung là ai cũng biết son mát rồi. Cái màu Hương đang xài là một cái dòng mát mới ra. Cái vỏ nó lì á, nó không có giống như những cái dòng mát trước là vỏ bóng. Cái này Hương cũng mua trên Shopee luôn. Dòng này là dòng Power Kiss. Màu này là màu chili, là màu đỏ, gọi là đỏ gì ta,
đỏ cam cháy á mọi người. Này, Hương xài cũng gần hết cái son rồi. Hương thích cái mùi nó thơm. Với lại cái này nó nhẹ môi hơn là cái dòng kia và nó không có làm khô môi. Nhưng mà nhược điểm của nó là nó trôi đi rất là nhanh. Mình chỉ cần nói chuyện chừng vài phút thôi là nó đã bay hết cái màu son đi rồi. Nhưng mà như vậy thì nó mới không khô môi mình. À, đây là những cái sản phẩm mà Hương đang sử dụng hàng ngày và Hương cảm thấy nó rất là ok. Nếu mà không có những cái sản phẩm này thì Hương cũng không biết làm sao mà Hương có thể đi ra ngoài đường được luôn á. Nói chung là mình lúc này mình cũng phải có một cái vẻ ngoài rạng rỡ để mình đi ra ngoài hết. Thì hồi nãy tới giờ là những chia sẻ của Hương về những cái cách mà mình có thể làm đẹp nhanh gọn lẹ và những sản phẩm yêu thích của Hương. Thì tất cả những sản phẩm Hương đang xài á, Hương đều đặt trên Shopee hết. Và hiện tại thì đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi trên Shopee. Và Hương xin bật mí một thông tin cực kỳ hấp dẫn trong video clip ngày hôm nay, đó chính là sắp tới vào ngày 14 tháng 6 trên Shopee sẽ có một chương trình khuyến mãi cực kỳ khủng luôn. Mỹ phẩm sẽ được sale tới 50% trên Shopee và các bạn sẽ có thêm một chương trình đó là săn deal giờ vàng. Rất là khủng, những deal giá 50k và còn được free ship đến tận 50k trong khung giờ từ 12 giờ cho tới 1 giờ đêm. Ngoài ra thì chúng ta còn có những siêu deal mỹ phẩm cực kỳ xịn chỉ với giá 1k thôi, 1 ngàn thôi các bạn. Và các bạn sẽ được làm cao thủ săn deal các sản phẩm đồng giá 10k vào khung giờ 12 giờ trưa. Ngoài ra, chúng ta còn có cơ hội sở hữu một loạt voucher trị giá tới 150.000 được mở theo từng khung giờ cực kỳ chill luôn. Đó là những thông tin rất là hot cho ngày 14 tháng 6 sắp tới. Nhưng ngoại trừ cái những cái khuyến mãi của ngày 14 tháng 6 ra thì chúng ta còn đang có một cuộc thi rất là hấp dẫn ở trên Shopee nữa. Đó chính là cuộc thi rất là đẹp sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 6 cho tới ngày 26 tháng 6. Các bạn sẽ được lắc Shopee để được nhận rất là nhiều mỹ phẩm Meli. Và cách thức để tham gia cuộc thi lắc là đẹp cực kỳ đơn giản thôi. Bước thứ nhất, các bạn hãy like Facebook của Shopee Việt Nam và follow Instagram của Shopee. Bước thứ hai là các bạn hãy quay một cái clip giống như là clip vịt hóa thiên nga của Hương. Rất là đơn giản đúng không? Và các bạn hãy share lên trên Facebook của các bạn kèm theo những hashtag ở bên dưới phần description. Chúng ta sẽ có cơ hội nhận được rất là nhiều mỹ phẩm chất lượng. Hãy cùng tham gia cùng Hương nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Hãy